yêu cầu bệnh viện đa khoa Mường Khương với bệnh nhân nữ 63 tuổi, đái dương chấp và nhiễm khuẩn niệu. Xin mời Mường Khương. Vâng, thầy kính chào quý thầy cô và tất cả các điểm cầu ạ. Em xin báo cáo ca bệnh lâm sàng của bệnh viện Mường Khương. Bệnh nhân nữ 63 tuổi, địa chỉ là Lào Cai, vào viện ngày 12 tháng 11 năm 2020 vì lý do vào viện là tiểu đục. Bệnh sử thì bệnh nhân xuất hiện từ tháng 9 2019, có đóng thành sau khi đi tiểu khoảng 15 phút, có vẩn bán thành, không có tiền sử và phẫu thuật, có gây sút cân. Từ khi mắc bệnh đến nay thì gây sút cân khoảng 9 kg, hiện tại thì có khoảng còn nằm 37 kg. Lúc vào viện này bệnh nhân tỉnh, không sốt, người mệt mỏi, thể trạng thì gầy, huyết áp là 90 trên 70 mmHg thủy ngân, mạch thì là 110 lần trên phút, nhịp thở là 20 lần trên phút. Còn hiện tại thì là 37 kg, bụng mềm không trướng, anh không to, tim phổi và các cơ quan khác thì bình thường. Để chẩn đoán sơ bộ thì vào viện để chẩn đoán là đái dưỡng chất, nhiễm khuẩn đường niệu. Khám hiện tại thì qua 4 ngày điều trị bệnh thì hiện tại là không sốt, nhiệt độ 36 7 độ C, huyết áp là 90 đến 70 mmHg thủy ngân, mạch là 98 lần trên phút, đỡ mệt mỏi, thể trạng thì khá hơn, tiểu vẫn trắng đục như nước vo gạo, bụng thì mềm, gân lách không to, tim phổi thì bình thường. Các kết quả lâm sàng thì em đang gửi trên hệ thống nữa các thầy ạ. Còn là điều trị, bên điều trị hiện tại thì chúng em đã dùng Zinger là một chai truyền tĩnh mạch với lại natri clorhydric và truyền một chai trong ngày. Thứ hai nữa là chúng em đã dùng metronidazole là hai chai truyền tĩnh mạch sáng chiều, và vitamin B1 là 2 ống với lại vitamin B12 là 1 ống và tiêm bắt sáng chiều. À, nếu là người dùng kia sau khi đây là vitamin B là 2 viên trên ngày, uống sáng chiều ạ. Còn là em đề nghị hội chẩn là chuyên khoa tiết niệu, thì em muốn hỏi các thầy là chẩn đoán và điều trị như vậy đã hợp lý chưa, và thứ hai nữa là hướng điều trị và sự chi tiếp theo là như thế nào ạ. À, cảm ơn các thầy cô Vâng, xin cảm ơn Mường Khương. và Các thầy cô Mường Khương có hình ảnh chụp cái nước tiểu của bệnh nhân không ạ? Vì nếu mà tiểu dưỡng chấp thì cái hình ảnh nước tiểu là khá đặc trưng. Dạ có, em đang gửi cho hệ thống cho các thầy được. Và xin phép ở trong ở đây chúng ta có thầy Cương thì là một chuyên gia chuyên xử lý can thiệp đối với những cái trường hợp mà đái dưỡng chấp như này, và rất nhiều bệnh nhân là không phải can thiệp bằng phẫu thuật nữa. Nhưng trước hết thì xin mời ý kiến của cô Huyền. Vâng, kính thưa thầy Thành, thưa các anh chị đồng nghiệp, thì cái ca này là một cái ca gồm bệnh nhân nữ 63 tuổi vào viện với các triệu chứng là tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu nhiều lần, kèm theo là tiểu màu trắng đục như nước vo gạo, giống như cái hình ở trên ạ. Khi mà gặp những cái bệnh nhân như này thì việc đầu tiên mình phải nghĩ xem cái nó là nguyên nhân gì, thì đầu tiên mình phải loại trừ xem đây có phải là tiểu mủ hay không. Với những trường hợp tiểu mủ thì nó cũng có thể có màu trắng đục và nó bám các cái, khi mình nghiêng ống thì nó sẽ có thể bám cặn ở trên thành. Trường hợp thứ hai đấy là, và các cái xét nghiệm về nước tiểu như là tổng phân tích hoặc là soi cặn nước tiểu thì sẽ có bạch cầu, nhưng ở đây thì không không thấy các bạn miêu tả là có bạch cầu niệu hay không. Trước hai trường hợp thứ hai nữa là tiểu có cặn canxi phốt phát, thì khi mà mình để lâu thì nước tiểu có thể nắng cặn. Đây là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba đấy là tiểu dưỡng chấp. Tiểu dưỡng chấp thì bệnh nhân sẽ có nước tiểu màu trắng đục như nước vo gạo và thường xuất hiện sau những cái bữa ăn, đặc biệt những bữa ăn mà có nhiều mỡ và trứng, là ăn nhiều mỡ và trứng. Thì ở trong trường hợp này thì bệnh nhân này là mình có thể nghĩ đến đầu tiên bệnh nhân này có thể có nhiễm khuẩn tiết niệu kèm theo là đái dưỡng chấp. Ở đây thì là xét nghiệm của mình thì là chưa thấy, không biết là mình có làm được cái xét nghiệm triglyceride nước tiểu không ạ?
Dạ, trên viện em bây giờ vẫn chưa làm được cô ạ. Vâng, chưa làm được. Thế còn cái cấy nước tiểu thì mình có làm được không ạ? Hiện tại cấy nước tiểu cũng chưa làm được cô ạ. À vâng, thế còn cái xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu thì có chị thử xem mà em xem là có cái bạch cầu nhiễu không ạ? Có cái soi cặn nước tiểu thì có hồng cầu, có trụ niệu. Vâng, có bạch cầu không ạ? Vâng, có hạt mỡ và có tế bào biểu mô. Chứ còn không không thấy miêu tả đến bạch cầu nhiễu không ạ? Không ạ, không thấy, vâng. Có ạ, vâng. Vâng, tức là cái này thì mình vẫn nghĩ nhiều đến là một cái trường hợp là đái dưỡng chấp kèm theo nhiễm khuẩn tiết niệu, vì có thể cái đái dưỡng chấp này xuất hiện từ cái tháng từ năm 2019 nhưng mà kèm 2 tuần nay bệnh nhân có tiểu bút tiểu rất nhiều quá nên là bệnh nhân mới đi khám. Với cái để chẩn đoán cái đái dưỡng chấp thì mình cần phải xét nghiệm triglycerid nước tiểu và xét nghiệm cái dưỡng chấp niệu. Thì ở những cái bệnh viện ở tuyến dưới thì sợ là khó không làm được, thì mình có thể nếu mà làm được thì làm được triglycerid nước tiểu. Nếu mà bình thường trong nước tiểu của mình thì sẽ không có triglycerid ạ. Nếu mà triglycerid trên 100mg trên decilit tức là tương đương với 1,14 micromol trên lít thì mình có thể chẩn đoán nghi ngờ đến một cái đái dưỡng chấp. Thứ hai nữa là cái nguyên nhân đái dưỡng chấp thì mình sẽ cần phải hỏi xem, ví dụ như là do phần lớn có thể là do dung chỉ thì bệnh nhân trên lâm sàng có thể có cái phù chân voi. Thứ hai là xét nghiệm máu có thể có bạch cầu axit tăng, thì tiện cho các anh chị xem bạch cầu máu xem có không. Bệnh nhân này thì cũng không có tiền sử phẫu thuật nhưng mà lại có tiền sử gầy sút cân nhiều nên buộc mình phải loại trừ xem những bệnh lý ác tính. Ví dụ như là mình phải chụp thêm X quang phổi xem có vấn đề gì không, siêu âm kỹ bụng xem là có u cục gì nó chèn ép vào cái đường hệ thống bạch huyết hay không. Và nếu mà để chẩn đoán giun chỉ thì mình sẽ soi tìm ấu trùng giun chỉ vào lúc khoảng 8-9 giờ tối, mà cái này mình có phải soi vài lần đấy ạ, chứ soi một lần thì sợ khó là bắt được. Tiếp theo là còn một cái nữa là bệnh nhân này, đấy là cái nhiễm khuẩn tiết niệu làm cho bệnh nhân phải vào viện. Thì về nhiễm khuẩn tiết niệu cụ thể cái trường hợp này có thể là một cái viêm bàng quang. Đối với viêm bàng quang thì mình sẽ ưu tiên dùng các kháng sinh, ví dụ như là dùng Cefa3. Như bệnh nhân này thì bạch cầu không tăng và không có sốt gì thì mình có thể dùng Cefa3 đường uống, ví dụ như là Cefixim hoặc Cefa2 như là Cefuroxim. Nếu mình không có được thì mình có thể dùng Ciprofloxacin hoặc là Levofloxacin. Nếu mình vẫn không có nữa thì mình có thể dùng Biceptol 480mg 2 viên một ngày. Và còn cái nhóm Metronidazole thực ra thì nó cũng không ưu tiên nhiều lắm cho cái đường tiết niệu đó. Còn bệnh nhân này có một vấn đề nữa, đó là cái đường máu của bệnh nhân này thì là 11,89 và cái đường niệu là 100, thì các bạn chú ý xem là bệnh nhân này có tiểu đường hay không. Đấy là một số ý kiến về bệnh nhân này. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Bây giờ thì xin phép mời ý kiến của chuyên gia can thiệp về dò dưỡng chấp cả trong và ngoài, thầy Cường. Dạ, kính thưa thầy Thành và thưa các đồng nghiệp ở Mường Khương và các đầu cầu, thì cũng rất là tình cờ hôm nay tôi lại tham dự cái telehealth nhưng mà lại đúng cái bệnh nhân lại đái dưỡng chấp. Chúng tôi cũng đã gặp mà trong cái thời gian khoảng 2 năm vừa qua chúng tôi đã điều chẩn đoán và can thiệp cho khoảng hơn 20 ca đái dưỡng chấp. Thì có thể là với các đồng nghiệp ở trên Mường Khương thì rất là lạ, nhưng mà chúng tôi cũng tiếp xúc với nhiều những bệnh nhân đái dưỡng chấp rồi. Trước hết là chúng tôi cũng phải chỉnh lại cho về chính tả là cho các bác sĩ trên Mường Khương là dưỡng chính là trong cái từ dinh dưỡng chứ không phải là di dưỡng. Thế thì rất nhiều bệnh nhân mà đái dưỡng chấp đến với chúng tôi thì trong cái bệnh cảnh lâm sàng là đái thường là từ kéo dài nhiều tháng nay, có những bệnh nhân nhiều năm, và những cái hạt mỡ mà người ta đi tiểu ra ấy nó nằm trong nước tiểu, trong đài bể thận và niệu quản, trong nó sau đó nó thành cục lại, thành vón thành cục lại, và đôi khi có những người mà tắc, nó gây ra tắc, nó không đái được là phải đặt sông đái nữa, hoặc là khi mà dặn mạnh ra nó cái cục cái nó bục ra thì người ta lại đi tiểu lại thông. Đấy thì đấy là những cái mà thường gặp trong cái bệnh cảnh này. Để mà chẩn đoán ra cái bệnh lý này thì rất là dễ. Thứ nhất là về lâm sàng, các anh chị để ý rằng là bệnh nhân đi tiểu ra màu dịch màu trắng, và cái màu trắng này nó thay đổi theo chế độ ăn, tức là khi mà bệnh nhân ăn chế độ ăn mỡ vào ấy thì nó màu trắng và nó lổn nhổn những cái cục. Tuy nhiên là khi mà ngừng ăn mỡ, ăn hoàn toàn là cơm và rau không ấy, thì cái nước tiểu nó cứ trong dần lên và ngày hôm sau là nó đã trong rồi. Đấy thì lâm sàng là như thế. Về xét nghiệm thì tôi cũng phải nói rằng là cái xét nghiệm mà triglyceride trong nước tiểu ấy không phải là các anh chị không làm được, bởi vì
chúng ta làm sinh hóa máu, trong thành phần sinh hóa máu có cái triglyceride, thì thay vì là bệnh phẩm là máu, chúng ta lấy bệnh phẩm từ cái nước tiểu, chúng ta cũng chạy lấy ra cái định lượng được cái triglyceride mà thôi. Đấy thì như là bác sĩ Huyền có nói là trên 100mg trên decilit ấy, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào chế độ ăn. Đấy, nếu mà ăn nhiều ấy, thì cái lượng triglyceride này nó bằng với ở trong máu, hoặc thậm chí là nó càng gấp 5, gấp 10 lần trong máu. Nhưng mà khi mà lại không ăn mỡ nữa thì định lượng cái triglyceride đấy nó lại gần như là âm tính hoặc là rất là thấp. Đấy, thì tất cả những cái đấy thì đều là góp phần vào cái việc chẩn đoán cho là đái ra dưỡng chấp. Thì có thể nói là cái việc chẩn đoán đấy rất là dễ, các anh chị hoàn toàn có thể chẩn đoán được. Tuy nhiên là về điều trị chắc chắn ấy, thì cực kỳ là khó hiện nay. Chính vì khó thì nó có nhiều cái phương pháp. Đầu tiên là người ta đặt một cái sông niệu quản, người ta đặt đưa lên bề thận, người ta bơm cái nitrat bạc vào đấy để hy vọng rằng là cái đấy nó làm tổn thương các cái xoăn dẫn lưu cái đường bạch huyết về bề đài bề thận đấy. Nhưng mà cái phương pháp đấy cũng không phải hiệu quả 100%. Phương pháp thứ hai là người ta là các bác sĩ ngoại tiết niệu, người ta mổ, người ta bộc lộ cái cuống thận nơi mà có những cái nhánh bạch huyết, người ta kẹp và người ta thắt. Nhưng mà cái việc thắt đấy cũng rất là khó vì là không nhìn thấy, cho nên chỉ là phẫu tích toàn bộ cái rốn thận đấy ra và thắt hết cả cái phần mềm xung quanh đấy đi, trừ những cái niệu quản mạch máu, tĩnh mạch, động mạch mà thôi. Thế còn một phương pháp mà gần đây chúng tôi đã áp dụng ở bệnh viện Đại học Y chính là chụp cái đường bạch huyết lên và can thiệp, thì cũng là một cái phương pháp mà rất là mới, mà hiện nay thì cũng gần như là bệnh viện Đại học Y là cũng gần như là một cái nơi duy nhất mà làm cái kỹ thuật này ở bệnh viện chúng tôi. Thì đây là một số các phương pháp điều trị mà chúng tôi chia sẻ cùng với cả cái chẩn đoán mà có thể tư vấn cho các bác sĩ ở trên Mường Khương. Hiện nay nếu mà bệnh nhân mà chưa có điều kiện để điều trị cái những cái can thiệp hoặc bơm nitrat bạc hoặc là phẫu thuật đấy, thì cái phương pháp mà tốt nhất chính là các bác sĩ hội chẩn với cả bác sĩ dinh dưỡng cho cái bệnh nhân cái chế độ ăn hoàn toàn kiêng mỡ, kiêng tuyệt đối mỡ, hoặc là dùng các cái mỡ mà cái chuỗi ngắn, nhưng mà cái chuỗi ngắn hay chuỗi trung bình hay chuỗi dài thì nó lại rất là sâu về cái chuyên khoa dinh dưỡng. Tuy nhiên tôi có thể nói là nếu mà dùng cái chế độ ăn là hoàn toàn là cơm và rau không ấy, thì bệnh nhân đấy nước tiểu nó sẽ trong lại và sẽ đỡ hơn rất là nhiều cho bệnh nhân, cho cái tình trạng mà nó dò ra cái đường cái dưỡng chấp ra khỏi đường bạch huyết mà đi vào trong đài bể thận. Tôi xin hết ạ. Và cảm ơn thầy Cương. Về triglyceride ở trong sinh hóa máu thì trên Mường Khương chúng ta làm được ạ? Có làm được ạ. Vâng, thế thì theo ý kiến như của thầy Cương thì chúng ta sẽ chạy cái nước tiểu như sinh hóa máu đúng không ạ? Và để xác định cái nồng độ triglyceride. Vâng. Như vậy là đỡ cái việc chúng ta sẽ không phải làm những cái nghiệm pháp khác nữa đúng không ạ? Dạ, ngoài việc là điều trị cái tình trạng viêm theo như cái phác đồ mà bác sĩ Huyền vừa mới chia sẻ ấy, thì hy vọng rằng là các anh chị cho bệnh nhân ăn cái chế độ ăn kiêng mỡ và sang bệnh nhân đến tuần sau mà thông báo lại là nước tiểu trong hơn thì có thể là đấy cũng là một phương pháp điều trị cho bệnh nhân này sau này gắn bó với cái chế độ ăn đấy suốt đời. Còn trong trường hợp mà vẫn còn đi tiểu ra màu trắng thì có lẽ là cân nhắc đến cái chuyện là gửi bệnh nhân xuống cho chúng tôi để chúng tôi chẩn đoán thêm và xét là cái điều trị can thiệp hoặc là phẫu thuật cho bệnh nhân. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Ngoài cái chế độ ăn như thầy Cương nói là kiêng mỡ đúng không? Thì chúng ta cũng cần phải loại trừ thêm cái việc là bệnh nhân có đái tháo đường hay không, đúng không? Chứ còn ăn nhiều cơm với rau quá thì khéo lại tăng đường máu. Ý kiến của Huyền nào? Vâng, em xin bổ sung một chút về cái chế độ ăn của bệnh nhân này. Thì đúng là phải ăn một cái chế độ ăn gọi là ít mỡ hoặc là không có mỡ, thì bệnh nhân có thể ăn cơm, rau hoặc là các loại thịt đỏ, nhưng mà lại là mà cách chế biến là mình luộc hoặc là hấp ạ. Chứ còn nếu ăn cơm với rau không phải sợ khó quá. Ví dụ thịt bò, thịt bê hoặc là thịt lợn, nhưng mà không ăn cái phần ba chỉ và chủ yếu là luộc và hấp, không rán xào, mình hạn chế tối đa. Sau khoảng 1-2 tuần đến 1 tháng nếu như mà cái tình trạng bệnh nhân cải thiện thì mình có thể theo dõi tiếp, còn nếu như mà tình trạng không cải thiện thì có lẽ là các bác có thể gửi bệnh nhân xuống bệnh viện Đại học Y ạ. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Xin phép mời ý kiến từ Mường Khương, các thầy cô còn có câu hỏi không? Dạ, em thầy cô có một ý kiến bổ sung nữa. Hôm qua để em vừa khách thắc bệnh nhân là cách đây khoảng 14 tuổi thì bệnh nhân đã bị tiểu độc rồi. Lại thứ hai nữa là khoảng 12 năm trước thì bệnh nhân cũng bị bệnh lao.
thì đã đi điều trị lao hoàn thành. Thì em có một câu hỏi là sẽ làm cái bệnh này thì sẽ dẫn đến những cái bệnh khác hay không, là tổn thương những cơ quan đích nào, thì em cũng có ý biết ý kiến ạ. Vâng, xin mời cô Huyền. Vâng, đái dưỡng chất thì là có rất là nhiều nguyên nhân, trong đấy thì lao cũng là một cái nguyên nhân mà gây ra cái đái dưỡng chất này. Thế thì bệnh nhân này cũng cần mà đấy, trên thể trạng rất là suy kiệt, thì mình vẫn phải chụp phổi lại xem hiện tại là cái tình trạng lao đã cải thiện rồi, đã ổn định hay chưa. Thứ hai là mình cần tầm soát cả những cái vấn đề về ung thư ở trên bệnh nhân này, ví dụ sờ hạch rồi là chụp X quang phổi rồi siêu âm lại bụng. Vâng, còn đối với cái đái dưỡng chất, nếu như mà mình không điều trị, bệnh nhân vẫn tiếp tục đái đục đái như nước vo gạo trong một thời gian kéo dài thì bệnh nhân có thể bị suy kiệt. Và cũng có những cái trường hợp người ta nghiên cứu là nó có thể có những trường hợp mà đái dưỡng chất kèm với đái máu có thể gây tắc niệu quản và bệnh nhân không thể đái được, thì lúc đấy thì có thể phải can thiệp về ngoại khoa. Vâng. Thầy Cương còn ý kiến gì không? Dạ em muốn xin bổ sung thêm một chút về cái diễn biến của cái bệnh nhân này. Nếu mà cái diễn biến của bệnh nhân mà đái dưỡng chất thì chúng tôi gặp nhiều cái trường hợp mà người ta kéo dài khoảng 20 năm. 20 năm thì chứng tỏ là người ta vẫn sống được bình thường. Những cái nếu mà bệnh nhân mà không điều trị được mà biết cách mà theo cái chế độ ăn thì mà không có những cái bệnh lý gì kèm theo thì bệnh nhân này cũng không hề mà có gì đấy mà quá nguy hiểm. Người ta chỉ có ảnh hưởng đến tâm lý của người ta thôi, thi thoảng lại thấy nước nó màu trắng xóa ra. Đấy, tuy nhiên là khi mình hiểu được vấn đề, mình sẽ cho bệnh nhân chế độ ăn và kiêng mỡ các thứ thì nó lại trong lại và nó tránh cái tình trạng mất chất, mất dinh dưỡng các thứ. Ngoài ra được bù đắp dinh dưỡng bằng cái đường, bằng một cái cách khác thì bệnh nhân ấy cũng không hề nguy hiểm gì đến tính mạng nhiều lắm. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy Cương. Các thầy cô ở Mường Khương còn có câu hỏi nào khác không? Vâng, không ạ. Cảm ơn quý thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn Mường Khương và xin cảm ơn tất cả các thầy cô, các quý vị đồng nghiệp ở các điểm cầu. Chúng ta đã hoàn thành buổi hội chẩn trực tuyến của ngày hôm nay ở đây. Xin chào tạm biệt các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô, các anh các chị ở buổi tiếp theo.